Một quán ốc siêu ngon ở Tân Phú mà mọi người nên biết. Anh, em tới ăn á. Em có bóc cơ, anh cho em xin quay một xíu. Quay cái gì? Lần đầu tiên đi quán gặp nghe cha chủ khó tính dữ vậy trời. Wow. Em muốn quay cái gì? Đây, anh nhờ nhân viên quay cho em. Vô ngồi đi em. Nè, menu của mình nè. Ủa anh ơi, ở đây mình có món gì ăn ngon mà. Đưa menu chịu coi đi, hỏi hoài vậy. Hả? Có em, đồ ăn no nhiều lắm. Đây, tiệm ốc Săn Tích của mình có hai set lẩu phổ biến nè. Đầu tiên là set lẩu cá hú 69.000, là gồm có hai khoanh cá hú rồi topping này nọ vô tư luôn, một người ăn, hai người ăn thoải mái. Còn cái này là lẩu ghẹ 160.000 này ha. Có hai con ghẹ mà có một khoanh cá hú rồi tùm lum topping, ăn 3-4 người no luôn. Đi kèm còn có tàu hủ ki nè, bún nè, nước lẩu nè, đầy đủ hết. Tiệm ốc Săn Tích của mình nó đa dạng lắm em ơi. Không biết ghẹ này tươi không ta? Hả? Vô quán người ta mà hỏi không tươi tươi là sao? Dạ em xin lỗi anh nha, tại em thì không có biết á. Không biết thì để đây anh chỉ cho. Đây, em thấy không? Tiệm ốc Săn Tích của anh á, tuy là nhỏ nhưng mà có cái hồ hải sản nè, cua, ghẹ, sam trứng nè, rồi còn nhiều loại hải sản tươi sống khác, em muốn ăn có thể bắt tại hồ luôn. Anh ơi, vậy em lấy cái xích lẩu ghẹ này nha. Con gái gì mà ăn dữ vậy trời. Ăn gì cũng đúng cho nó mau lớn. Bởi đúng là cái nghề này nó cũng có cái khó khăn của cái nghề đó trơn á. Mà thôi kệ đi, bên tiệm ốc Săn Tích ở 272 Gò Dầu này có cái set lẩu ghẹ 160 chất lượng ghê không. Nghe chủ quán nói thì cũng tùy ngày tùy bữa, có ngày ghẹ xanh, có ngày ghẹ ba chấm, tùy hôm nghe, chứ không phải hôm nào cũng giống hôm nào. Wow, có 160.000 mà nhìn hấp dẫn ghê trơn. Clip này không chừng chắc chịu view nè nha. Sau bao nhiêu giây phút chờ đợi thì cái thời khắc nồi lẩu chín cũng đã tới rồi đây. Cái set lẩu ghẹ này nè thì tôi thấy có thể dành cho khoảng 2-3 người ăn được đó. Còn nếu mà một người ăn, sinh viên học sinh á, thì mình tới đây mình kêu cái lẩu cá hú thôi, có 69.000. Giá cả hợp túi tiền, ăn đủ no. Còn dĩ nhiên là về cái hương vị nó phải tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi người. Nước lẩu ở đây hen là nước lẩu chua cay, hợp với khẩu vị của tôi đó. Còn khẩu vị của mấy bạn sao thì tôi không biết. Nhưng mà yên tâm hen, nếu mà ai thích ăn chua nhiều hơn thì nói quán cho thêm chanh. Thích ăn cay nhiều hơn nói quán cho thêm ớt. Thích ăn mặn thì nói quán nêm lại một cái nồi mặn cho mình luôn. Trời, con ghẹ nè. Khó quá à. Anh, em nhờ cái được không anh? Sao em? Anh, giờ anh cầm con ghẹ anh bẻ giùm em được không? Tại cái tay em quay không có tiện á. Được. Đây. Đây, sẵn anh chỉ em ăn sao luôn nè. Con ghẹ này nè, thấy không? Nè, em bẻ là bẻ ra vậy nè. Đó, bẻ ra vậy nè. Sau đó, em hút cái gạch vậy nè. Dạ rồi, anh đưa đây em hút thử cái. Ủa? Đó, cái gạch nó rất là ngon em. Ghẹ của anh là chắc nít luôn. Ui, nó ngon. Thịt nó chắc mà nó ngon dữ dằn luôn. Cảnh nãy em quay được chưa? dạ được rồi. Chưa đâu á, còn cá hú nữa nè. Cái này em ăn phải chấm miếng mắm cay vậy nè. Đó, xong bây giờ nè, em ăn vậy nè. Nó đơn giản mà nó dính lắm luôn. Ghẹ tiệm anh có ngày là ghẹ xanh, có ngày ghẹ ba chấm, tùy ngày không biết trước được. Nhưng mà ớt bở là anh đổi một luôn. Em cứ coi làm mẫu rồi ăn thoải mái. Trời ơi, không thiếu đồ ăn đâu. A few moments later. Nào, ăn thấy no chưa? Thấy nào? Ngon không? Quay đi. Dạ anh ơi, anh ăn hết rồi đó. Anh chỉ em thôi à, còn món ngon nhiều lắm. Đây nè, thấy không? Thôi kệ đi, hết cái lẩu rồi mình vớt giá cái món khác. Nghe chủ quán giới thiệu ở đây cái món best seller, ngoài lẩu ra thì còn có cái gì? Mì xào trứng gà non. Phần mì vậy là 140, ăn no chắc bụng ha. Còn này là răng mực sốt hoàng kim, có 50.000 một phần thôi. Mà cái sốt trứng muối được làm từ lòng đỏ trứng muối, rất là béo, chấm với bánh mì bao dính. Mì xào trứng gà non, răng mực sốt hoàng kim, sò điệp nhật nướng. Nói chung là chủ quán thì món nào của quán người ta phải khen rồi. Bởi vậy mình phải ăn thử để mình biết có vừa cái miệng của mình hay không. Mà nghe chủ quán nói quán này mở được 1 năm rồi. Mà trước khi mở quán là mấy năm về trước là mẹ của chủ quán đã bán online trên mạng rồi. Công nhận mì ngon quá anh. Trời ơi, làm sao mà ngon bằng cái trứng non được. Trứng non của anh có 140 dĩa thôi mà. Ngoài chín, trong lòng đào. Ủa, ta nói á, nó đã gì đâu. Chẳng như nước sốt độc quyền của bà Khương. Má anh bà làm là số dắt. Ủa làm sao nữa vậy? Rồi ai mới là người review vậy trời? Trứng non ngon lắm nè, em ăn đi làm mẫu thôi à. Tao không có tinh thần làm cái gì hết. Bây giờ thì tao cần nghỉ ngơi một thời gian. Còn răng mực sốt hoàng kim 50.000 dĩa anh chưa làm mẫu nè. Béo bùi thơm ngon. Ăn vậy nè em. Múc cái đưa vô miệng làm ăn hết là ngon lắm. Sò điệp nhật nướng phô mai 40, nướng mỡ hành 35. Cái nào cũng có cái ngon riêng của nó. Em đưa miệng vô em húp như là ngon lắm nè. Thôi dẹp mẹ đi, khỏi review gì nữa hết trơn á. Ủa em chưa quay mà sao em đi đâu vậy? Em Dạ anh ơi, clip vậy chứ thấy là em quay xong rồi đó anh. Ủa chưa ăn xong mà quay xong là quay cái gì? Dạ
em quay xong clip